Rồi, hello anh em ha. Tiếp theo clip của ngày 24 tháng 2. Hôm nay thì em quay lên cho anh em xem ba con Asian Puppy ha, 4 tháng. Đó, một cặp trống mái lớn nhất á, thì con mái là mái Asian là 1,4 kg nha. Trống là 1,6 kg, 1,7 kg. Trống Asian kia thì nhỏ hơn ha. Trống Asian kia tầm 1,2 kg. Đó thì cặp Asian cặp trống mái Asian lớn á thì em để giá cho anh em là 2,5 triệu cặp ha. Anh em nào có bắt luôn con trống nhỏ đó em để giá mềm cho anh em luôn, ba con 3 triệu ha. Con trống lớn này nó hơi có một cái lằn nhẹ cái lườn nha. Còn cặp Asian, còn cặp giáp bơi trà kia thì 2,5 triệu cặp nha. Tại hôm nay em hơi gấp nên em không có gom để em quay hết từng cặp cho anh em được mà gắn vô chung một clip này luôn ha. Đó, cặp trong máy siêu dáng rất là đẹp nha anh em, cán sạch sẽ nha. Anh em nào bắt ba con siêu luôn em để 3 triệu thôi ha. Còn cặp giáp bơ trà trong góc đó thì em để giá là 2,5 triệu cặp đó nha. Anh em nào cần bắt siêu lớn á, bắt cặp này ok đó. Con máy tới 1,4 kg rồi nha. Rồi chào anh em.